trên tim. Một đường cong cong nối bao đường vòng, họa người dưng nhớ khuôn mặt bắt hình dòng. Thực tế là thời chinh chiến đã qua rồi, thời chinh chiến đã qua rồi sắc một. Một màu xanh lam chấm thêm màu trắng. Không có hình nữa. Chỉ vì vậy mà bẹp bỏ mẹ có xong. 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 Chết tim. He is the most handsome man in all of Vietnam. Thực tế là can speak English. Why? Tiếng Việt boy. Yeah, tiếng Việt boy mà khó con sẽ vượt qua. Ok, phải nói tiếng Việt. Yeah. Thế bác trông trước có đẹp trai không? Very handsome. The most handsome man in the world is Mr. Van Ngọc. Okay? No, I don't think so. Do you know him? Do you know who is he? Oh, him? Yeah, of course. Nói tiếng Việt đi. Mẹ ơi sợ quá. Chết tim. Mới làm được điều đó. Giờ nếu mà mình làm được thì mình cứ làm thôi. Nên giờ thỉnh thoảng khi mà ngồi trước sân mai, chị cũng nghĩ là chị giống như mấy bà già đang làm những công việc mà ở thì tương lai vậy đó. Nhưng mà hạnh phúc thì mấy mẹ kia ganh tị lắm. Chị Thùy nhìn về phía hoa anh đào một cách tự nhiên đúng không? Đấy đúng rồi. Rồi nhìn tự nhiên đi, ngắm cành cây đi, ngắm lâu lâu ngẩng lên nhìn đi. Nhìn hoa anh đào đi. Con chết không còn chết thì nhìn hoa anh đào. Mà xéo bên này nữa chứ. Không thấy đường nữa con. Giờ ta mới hiểu cảm giác của bác sĩ phẫu thuật. Không thấy đường. Trời ơi, mẹ ơi chắc bị cận thị luôn quá. Trời đất ơi. Đừng làm em cười nào, nó rung máy từ từ. Cho ba toanh ba bỏ nguyên quả dây ba vào đấy. Làm gì trong đấy mà đi lại đều qua đi. Xếp vải, xếp đồ mà đi qua lại đúng không? Đi vào giữa một tí thì chị. Cứ di chuyển thôi. Quay mặt phía này. Là mày phải quay cái chân nó mới đẹp. Đúng rồi. Thôi mày đặt đẻ cái gì chỗ này đang bị lỗi. Thôi mày đặt đẻ cái gì chỗ này đang bị lỗi. Thôi mày đặt đẻ cái gì chỗ này đang bị lỗi. Đi
khớp ghép vào mày của anh.